rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một con game rất là quen thuộc. Cái con này hình như là ra lâu lắm rồi. Mình xin phép hôm nay được đào mộ cái con này lại. Nó ra hồi tháng 8 2018 á, mà nó vẫn sống tới bây giờ. Đây, đó là con kiếm hế 3D ha. Bạn nào muốn chơi lại bản này thì chơi ha, còn không thì chờ mình ra bản mới cho chơi ha. Đăng ký. Rồi đó, kiếm hế ha. Bản này hiện tại thì mình cũng chẳng biết sao mà nó còn sống được tới bây giờ luôn á. Đó. Giờ chọn đại con nào đó ha, vào game ha. Trời ơi. Chọn đại mà cũng phải kiếm con nào cho nó được được chứ toàn là chibi không là không thích cho lắm. Rồi lấy con này đi. Vô thì là chọn đồ cho nó ha. Xong chọn mắt ha. Rồi lấy con này đi ha, con này. Lấy con này đi, mắt này đi. Xong rồi tới mí mắt ha. Mí này đi. Rồi tới con mắt ha. Rồi mắt rơi buồn, mắt này đi. Rồi tới cái miệng ha. Miệng này xấu quá. Miệng này đi. Rồi đây tới tóc ha. Rồi tóc này đi. Rồi tới hình khuôn mặt được nè. Có cái chấm trên đầu đi. Rồi tới thời trang hồi nãy mình chọn rồi ha. Nhập cái tên nha. Rồi các bạn sẽ thấy nó quay miết ha. Bây giờ chúng ta hót ra ha. Hót ra rồi vào lại nha. Đó, bây giờ là vào lại là các bạn sẽ thấy có con nhân vật ha. Chứ đứng chờ riết đó là không bao giờ vô được game. Mở nhạc chút chút nghe ha. Đó, vào game là quá trời nhiệm vụ luôn nè ha. Giống gì á, không phải dùng được, không phải dùng được. Rồi đó, chào nhiệm vụ ha. Con này là 3D ha, đó muốn kéo qua kéo lại gì kéo ha. Cái góc nào các bạn nhìn được thì các bạn cứ để ha. Game này chắc không còn gì xa lạ đối với nhiều bạn luôn rồi đó. Tại vì con này là nó ra hồi tháng 8 2018 mà nó ra hơn 1 năm nay rồi, server vẫn còn mà người chơi thì không thấy đâu hết.
Đó. Game này thì nó phi cho chúng ta là một acc như một cái tài khoản như vậy thì nó tạo được bốn con nhân vật ha, mà mỗi con nhân vật là nó phi cho chúng ta được là nó cho chúng ta là bốn cho chúng ta được là 1 triệu, vậy suy ra là bốn con là được là 4 triệu ha. Mình không hiểu sao mà nhiều bạn nói là xài chơi cái này là nó hết kim nguyên bảo, là không biết đâu mà ra. Mình thấy là trong cái chỗ mà đấu giá đâu, ở chợ nè, đâu ở trong shop nè, nè đấu giá nè, bà mẹ nè, đấu giá nè, các bạn có thể bán mà, hay là bán không được gì mình không biết nữa, bán có thể chuyển được kim nguyên bảo mà ta. Cái bản này là bản 1.0 nha, nó ẹt nghỉ bỏ server luôn rồi, nên các bạn chơi cứ chơi cho vui đi và chơi cho nó thỏa cái thời gian mà cái sức đi. Bây giờ mình sẽ vào thâu cái link nhận kim nguyên bảo, mình sẽ để ở dưới cho các bạn ha. Các bạn xài cái này nè nha, cái ID nè đó, rồi các bạn nhập vào cái link, trong cái link đó nó có để hướng dẫn luôn đó, đây vào cái túi cho bạn xem ha. Chưa có kim nguyên bảo ha, có kim nguyên bảo khóa à. Kim nguyên bảo không khóa là chưa có nha. Bây giờ mình sẽ thâu ha, rồi bây giờ là được 1 triệu nè ha. Còn VIP thì nãy mình quên nói, VIP đây là chúng ta được VIP 28 ha. Đó, VIP là VIP 28 nha các bạn. Đó. Thì đây là hướng dẫn các bạn là có kim nguyên bảo ha. Một acc như vậy là cho một cái xe, một cái tài khoản là chúng ta được là 4 triệu ha. Tạo bốn con nhân vật. Túi là sẽ túi chung nha. Đó, nên là tiền các bạn để mình tạo một con, không mà thôi các bạn tự tạo đi, mình sẽ qua cái acc kia. Acc này làm nhiều nó cũng không có ấy, không có tác dụng gì, mình qua cái acc hồi nãy mình chơi nãy giờ cũng được một chút rồi ha. Đây đây là cái acc hồi nãy giờ mình xài nè ha. Đó. Nãy giờ mình xài cũng hơi bị nhiều, mình chạy nhiệm vụ cũng được nhiều rồi. Ở đây thì mình có một số cái vũ khí nè ha, cây kiếm mình đang xài nè. Đó. Còn ở đây là ngoại trang nè, ngoại trang các bạn có thể vào shop mua ha. Đó. Mình là mình thích những bộ như vậy ha, nhìn đây mình đang mặc cái bộ này. Y tá ha. Còn nón đầu sức hồi nãy là mình sẽ chọn nón này đi. Đó. Đó, lưu hình ha, các bạn phải lưu ha. Ở đây có nhuộm nè. Đó, nhuộm cái áo qua màu gì tùy các bạn ha, muốn nhuộm màu gì thì nhuộm ha. Nó không có cái màu trong suốt ha. Đó, mình thì chọn bộ đó, hoặc là mình sẽ chọn bộ này. Bộ này nhìn cũng đẹp nè, lưu thiết lập đi. Không có những màu mà mình thích ta. Này đi. Ô màu được chọn chưa có mở hả? Phải thiệt chứ. Á mở được có màu này rồi các bạn. Chán thiệt. Thôi để y nệ luôn đi. Vũ khí thì đây có một số cái vũ khí ha. À, nhưng mà mình chưa thấy là ở đâu nó bán ha. Tại sao mình lại đăng cái bạn mình đào mộ cái con này lên thì các bạn cứ chơi cái bản này đi, tại vì nhiều bạn sẽ không biết tới cái bản này hoặc là quên. Thì đây là nó có tiếng Việt nè, các bạn cứ chơi một thời gian đi. Rồi mình sẽ một vài ngày nữa mình sẽ up cái bản kia.
thì các bạn sẽ bản kia thì các bạn nếu mà chơi thì các bạn sẽ không có bỡ ngỡ, vì tính ra cái bản kia thì nó sao ta, cái bản kia thì nó thâu luôn, nhưng mà nếu mà các bạn bây giờ vào chơi liền thì nó sẽ không có mà gọi là gì ta, không có biết tiếng Trung nên nhiều chỗ các bạn không biết chơi, không biết mở sao, nên mình úp bản này trước. Ở đây VIP là mình nãy chưa nhận cái nào luôn nè, để con VIP 28 nè ha. Chợ mình thấy bản này chơi cũng được, cũng hay nên mình úp cho các bạn thôi. Còn ở đây là nó có mình đang xài đôi cánh nè ha. Ở đây mình có con chồn, có cây chổi bay. Nó cho mình level 50, nãy giờ mình cài level chưa lên được nha các bạn. Đây là mình lên mới được có chổi, mới có hãm bay. Mà hãm bay mình thấy xấu quá. Còn cánh thì mình có thể bay được, còn con chồn mình chỉ thể chạy được thôi. À mình quên nói, đây là nãy giờ Kim Nguyên Bảo mình xài còn có 600 mấy à. Bây giờ mình sẽ ra mình tạo thêm 4 cái nhân vật nữa. Đó. Xong rồi mình vào mình sẽ nhận thêm cho các bạn xem ha. Đây con nhân vật mới tạo ha. Giờ mới lãnh 1 triệu luôn ha. Đây là 1 triệu 6 nè. Đó, hồi nãy còn có 600 mà bây giờ là mình hold được 1 triệu 6 nữa nè ha. Tạo thêm cái acc thứ ba nha. Rồi cái con này cũng mới nhận 1 triệu luôn ha. Đây 2 triệu 6 ha. Bây giờ tiếp con thứ tư ha. Rồi đây là nhân vật thứ tư ha. Đó, nãy giờ cũng được 4 cái nhân vật rồi, được 3 triệu mấy nè ha. Bây giờ mình sẽ vào cái nhân vật đầu cho các bạn xem. Còn bạn nào muốn nạp thì cứ nạp ha, nhưng mà mình nay cũng không biết ad đi đâu rồi. Nhắn tin fanpage thì không có trả lời ha. Đây để vào nhân vật hồi nãy cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình vào game ha. Đây bốn cái con nhân vật sàm đế nè. Có con này là tạo đầu tiên nè ha. Đó. Này chủ yếu là mấy con này là chơi cho vui thôi nha các bạn. Các bạn nhớ kỹ mình nói nha. Là chơi cho vui nha. Chiến server này cũng lâu lắm rồi. Các bạn nhìn đi cái server này mà bây giờ rồi. Cái bang thì ở ngoài được hình như được hai cái bang à. Đó. Ở đây là cái bang của mình ha, mình mới tạo ha. Đó, heo VKT ha. Trang bị thì các bạn vào đây mà các bạn rồi, của mình là cái gì? Kiếm phải không? Đúng rồi, của mình là kiếm. Mình đang cấp 50 phải không? Xài được kiếm 50. Dùng kim nguyên bảo. Mua cái này. Tạo ha, cái này chế thì nó sẽ ra được đồ ngoàn kim ha. Hên thì nó sẽ ra, xui thì nó không ra. Má ra đồ tím không? Đậu xanh. Vẫn là đồ tím thì chứ. Đó. Ủa mà sao cây vũ khí này nó còn bèo hơn cây kia nữa ta? À đây có một cây 50 rồi nè. Rồi ha. Video giới thiệu tới đây thôi nè, 3 triệu 6 nè, đó. Các bạn chơi tạm con này ha, mai chịu mình up con một cái game lên nữa. Các bạn cứ chờ ha, nhớ đăng ký kênh mình ha, để mà chờ những để mà cập nhật những con game mới nhất ha, cũng như là cũ nhất ha. Con này là mình đào mộ, mình phải gọi cái từ là đào mộ luôn á. Nó quá là xưa rồi cái server này. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Đừng có ném đá, quăng đá chỗ đá mình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game.
Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo, là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.